Chào buổi chiều mọi người. Thật vui mừng được chào đón Ngài Ngoại trưởng tới Bộ Ngoại giao, tới Washington. Và đây là thời điểm rất quan trọng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng tôi, trong chuyến thăm của Tổng thống Biden, và chúng tôi đã ký kết cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và đây là cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên kể từ khi ký quan hệ đối tác đó. Nhưng trong thời gian kể từ chuyến thăm của Tổng thống Biden, chúng ta đã cùng nhau tiến lên trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn sự hợp tác của chúng ta trong các lĩnh vực quan trọng, mọi thứ từ chất bán dẫn đến chuỗi cung ứng, đến trao đổi giáo dục và công nghệ, liên lạc giữa con người với con người. Và tất nhiên cam kết liên tục của chúng tôi đối với di sản chiến tranh. Vì vậy tôi nghĩ đây không chỉ là sự thể hiện cam kết của chúng tôi đối với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mà còn là cam kết của chúng tôi đối với vai trò trung tâm của Việt Nam và mối quan hệ giữa các nước chúng ta ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tôi rất mong chờ ngày hôm nay để tiếp tục công việc tốt đẹp giữa chúng ta. Năm tới chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, nhưng trong lúc đó chúng ta đang tận dụng thời gian để thực sự xây dựng những gì mà các nhà lãnh đạo của chúng ta đã đề ra. Đó là mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng toàn diện, và tôi hoan nghênh điều đó. Vì vậy, chúng tôi hoan nghênh, thật vui khi có ông ở đây. Thank you very much, Mr. Secretary. I'm very pleased to be with you today here again for the first annual dialogue between the two foreign ministers. Cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông Ngoại trưởng rất nhiều, và tôi rất vui mừng có mặt cùng với quý vị hôm nay trong cuộc đối thoại thường niên đầu tiên giữa hai Ngoại trưởng. Chúng ta đã nâng cấp mối quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, nó mang lại cho tôi cái thời tiết rất là ấm áp và đầy nắng ở đây. Tôi rất vui khi thấy điều đó, và nó thật sự rất là tươi sáng. Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá rất cao vai trò và đóng góp cá nhân của ông trong việc tăng cường quan hệ ngoại Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt là việc xây dựng quan hệ song phương gần đây. Đại sứ McNapper và đoàn làm việc của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng là những đối tác xuất sắc trong quá trình này. Một lần nữa, chúng tôi đồng ý với ông rằng kể từ khi chúng tôi nâng cấp mối quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, chúng ta tiếp tục củng cố và đưa mối quan hệ của mình tiến lên phía trước. Năm nay, chúng ta kỷ niệm 30 năm Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam, và năm tới sẽ là năm thứ 30 chúng ta thiết lập quan hệ song phương, bình thường hóa quan hệ, và hơn thế nữa, như Tổng thống Joe Biden đã nói, CSP sẽ giúp chúng tôi phát triển mối quan hệ của mình trong 50 năm tới, chứ không phải là 1 hay 2 năm. Và chúng tôi cùng với quý vị, Việt Nam tiếp tục coi mối quan hệ quan trọng với Hoa Kỳ, và chúng tôi muốn cùng với quý vị thực hiện hoàn thành kế hoạch hành động nhằm đưa mối quan hệ của chúng ta tiến lên theo CSP, và không chỉ trao đổi chính trị cao giữa hai nước chúng ta để tiếp tục thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau song phương, và cũng để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta, không chỉ trong thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới, giáo dục, mà còn hơn thế nữa là chất bán dẫn và chip. Giao lưu giữa người dân với người dân tiếp tục phát triển, đặc biệt là với cộng đồng đông đảo sinh viên Việt Nam tại Mỹ. Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra, và họ sẽ là cầu nối tương lai cho mối quan hệ của chúng ta trong tương lai. Và chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Ngài Bộ trưởng để chuyển động mối quan hệ của chúng tôi và thảo luận những vấn đề có thể giúp chúng ta phát triển mối quan hệ của mình. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn mọi người.